Xin chào quý khán giả đến với Kỹ năng Giàu Bếp. Tôi là đầu bếp Uông Tòng Cán. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ quý khán giả món bầu cao quay thảo mộc. Món ăn này chúng ta dùng phương pháp quay chảo, được xuất xứ từ Hồng Kông. Để thực hiện món này chúng ta cần bầu cau và hương liệu tạo mùi, rồi tiêu xay, ngũ vị hương, bột ngò, bột tỏi, bột sa cơn, bột cam thảo, bột màu đỏ, bạch nha, và gia vị, đường, muối, bột ngọt. Và phần tạo màu mình gồm có chấm đỏ, vụ hoa tiêu, vụ trắng. Rồi phần ăn kèm chúng ta có bánh bao, bún gạo, cà chà lách son và ớt sừng. Để làm món này trước tiên chúng ta cân gia vị ớt bầu câu. Muối chúng ta cần 5g. Bột ngọt chúng ta cần 6g. Đường cho 5g. Bột tỏi mình cho 2g. Một ngũ vị hương mình cho 2g. Bột ngò mình cho 1g. Tiêu xay mình cho 2g. Bột sa cơn mình cho 1g. Bột cam thảo mình cho 1g. Sau khi mình đông gia vị xong xuôi, mình trộn tất cả gia vị cho đều ha. Ở đây mình đốt cho 3 con bầu câu. Các bạn cho vô giữa ha, vô giữa bụng ha, rồi một con ha, rồi chia đều cho 3 con. Hai con, ở đây còn miếng mình chia đều luôn ha. Rồi sau khi chia đều xong xuôi ha, mình tha gia vị vô, lấy tay đã tha gia vị cho thấm đều. Sau khi tha gia vị xong xuôi á, mình để bột cau qua một bên. Thời gian mình cho nó khoảng 20 phút cho thấm gia vị. Trong thời gian chờ đợi bột cau thấm gia vị, ở đây mình pha màu. Rồi giấm đỏ mình cho 100g. Vụ hoa tiêu mình cho 10g. Rồi rượu trắng mình cho 10g. Bạch nha mình cho 25g. Rồi màu đỏ chúng ta cho chút xíu màu đỏ ha. Rồi ok, rồi hỗ trợ màu thôi. Phần này chúng ta tưới lên con da bầu câu. Rồi thời gian 20 phút ha, bầu câu thấm gia vị rồi. Chúng ta đi xới nước sôi. Trước khi xới nước sôi, các bạn rửa nước lạnh qua bầu câu trước. Các bạn lấy miếng nước lạnh rửa sơ ha. Rồi sau khi rửa sơ xong xuôi ha, các bạn mới tưới nước sôi lên cho cái da săn lên. Rồi cho cái da săn lên xong xuôi mình mới quét màu lên ha. Rồi xong một con ha, rồi bắt tiếp theo. Rồi con thứ hai cũng vậy, các bạn giữ qua nước lạnh ha. Giữ qua nước lạnh cho nó sạch cái da trước. Rồi bắt đầu tưới nước sôi ha, cho nó săn lại cái da ha. Rồi sau khi mình tưới nước sôi lên, cái da săn lên ha, rồi mình quét màu lên. Phần màu nãy mình tha, mình pha nó, giờ quét lên ha. Rồi
Rồi sau khi quét màu xong xuôi ha, các bạn xỏ lên à, rồi xỏ lên xong rồi mình đem đi phơi nắng hoặc là mình hong khô à, bỏ lò sấy. Rồi chúng ta đem đi phơi khô ha, một tiếng nữa. Trong thời gian mình đợi bầu câu nó khô da rồi bắt đầu mình chiên bánh bao trước ha. Rồi nhiệt độ khoảng 130 đủ rồi ha, cho xoay tim nhỏ được rồi. Chiên các bạn phải đảo đều nha à, không chút nó vàng con bên à. Rồi được rồi đó, chúng ta vớt ra ha. Rồi tiếp theo mình chiên bún gạo ha, bún gạo nhiệt độ phải cao hơn nãy mình chiên bánh bao. Rồi bầu câu sau khi mình hong khô cái da xong xuôi ha, rồi bắt đầu giờ mình lấy da mình chiên. Rồi trước khi chiên ha, các bạn cho nhiệt độ khoảng 120 thôi. Rồi các bạn cho tim nhỏ thôi ha. Rồi rồi được rồi đó. Rồi rồi sau khi mình để vô ha, rồi xong rồi mình lấy dầu sôi nó, rồi mình hạ lửa nhỏ lại ha, hạ lửa nhỏ lại 5 phút. 5 phút sau mình mới lửa mà nó chín rồi mình mới lửa mạnh lên. Rồi sau khi mình quay xong ha, mình trang cái da dĩa. Rồi món này chúng ta ăn kèm muối tiêu chanh và bánh bao chiên. Vừa rồi tôi đã hướng dẫn các bạn cách làm bồ câu quay thảo mộc. Rồi món bồ câu quay này các bạn ăn khi ăn vô các bạn cảm nhận được cái độ giòn của da bồ câu và mùi thơm của thảo mộc. Rồi nhớ cách chia sẻ của tôi, chúc các bạn làm thành công ở nhà. Hẹn gặp lại kỹ năng vào bếp tiếp theo.